Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Thì mình xin lỗi các bạn rất là nhiều vì khoảng một tuần qua rồi mình không ra video cho các bạn xem được vì cái phần mềm mà chỉnh sửa video để mình đăng lên YouTube á thì nó bị lỗi gì đó, cho nên là mình mỗi khi mình vào chỉnh sửa cái nó tự nhiên nó thoát ra luôn. Đấy, cho nên là mình không có chỉnh sửa video để đăng lên cho các bạn xem được. Thì rất mong là các bạn sẽ thứ lỗi cho mình thì mình sẽ ra video bù trong những ngày tới nha. Ok, rồi và hôm nay thì mình sẽ giải đáp một thắc mắc cho các bạn mà cũng như là rất là nhiều bạn đã inbox alo hỏi mình rất là nhiều, đó là nuôi hamster thì một tuần thì chúng ta thay mùi cưa cho nó bao nhiêu lần. Đó thì hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc đó cho các bạn biết rõ hơn ha. Ok, thì đối với việc mà thay lót chuồng á, thì các bạn cũng tùy theo bé nghe các bạn. Nếu như mà bé đó đi tiểu nhiều thì các bạn thay một tuần khoảng 3 lần, 3 đến 4 lần là dành cho những bé đi tiểu nhiều. Đó thì mùi cưa nó sẽ mau hôi hơn. Còn những bé mà đi tiểu ít đó, là khoảng như giống như là robo đồ á thì các bạn một tuần các bạn thay 2 lần. Đó, ít nhất là 2 lần cho chuồng của bé thật là sạch nha các bạn. Rồi. Và thay mùn cưa cho hamster á, thì cũng nói chung đó là khi nào mà cái chuồng của bé nó hôi thì các bạn thay thôi, chứ mình sẽ cũng đâu có đoán trước được chắc chắn 100% đâu các bạn. Đó, nói chung là các bạn khi nào mà các bạn thấy mùn cưa nó hôi hoặc là bình nước nó có bị đổ á thì các bạn cứ thay mùn cưa cho mình, thay lót chuồng cho mình nha. Ok, để cho nó sạch sẽ một tí. Rồi và hôm nay thì mình sẵn tiện video này mình sẽ khoe bài hamster của mình lại nữa nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ kiểm lại. Đây là con bia nha các bạn. Đây là con bia mà nó rất là mập rồi. Thì con bia này chắc mình sẽ không cho nó mập thêm đâu, tại vì cỡ này là vừa rồi. Đó, các bạn nuôi hamster thì đừng cho nó mập quá nha. Như thế là vừa rồi. Mập quá nó sẽ nó sẽ phát sinh nhiều cái chứng bệnh khác nữa, thì mình mất công mình trị bệnh cho nó nữa. Đấy. Ok. Ở phần sau cái mông này nó là bị ướt nha các bạn. Nó hình như là nó đi ngang bình nước nó bị ướt á, chứ không phải là bị rụng lông đâu. Đấy. Con này thì lông của nó thì bình thường, không bị gì hết. Nói chung là con này rất là khỏe mạnh luôn. Đấy. Thấy cái lỗ mũi nó không? Lỗ mũi nó bự hơn con mắt nó luôn các bạn. Ok, thì đây là con bia. Con bia này thì mình nuôi hình như là cũng được gần 1 năm rồi các bạn. Đấy. Thì hôm trước thì mình có nuôi một cặp bia được cái thì nó đẻ ra hình như là cũng được 6 con các bạn. Nhưng mà không biết sao nó chết hết rồi, chỉ còn đúng một con này thôi. Đấy, thì mình nuôi nó tới giờ luôn. Đấy. Mình nuôi nó thì mình lót chuồng là mùn cưa. Đấy, cho nó hút ẩm cho nó nhanh. Rồi. Thì bên này thì mình có hai con chuột nó bị rụng lông cho nên mình không có quay nữa nha. Ở đây thì mình có cái hồ nè, cái hồ này cũng cát nó cũng dơ rồi cho nên là mình sẽ thay. Rồi bây giờ mình sẽ lên trước mình lấy cát để mình thay nha các bạn. Ok. Thì một tuần qua cái phần mềm mình nó bị lỗi mà quá cho nên là mình không có chỉnh sửa video được. Đấy, mong các bạn thông cảm. Có nhiều bạn cũng nhắn tin cho mình để hỏi khi nào ra video. Đó, mình xin lỗi các bạn rất là nhiều nha. Ok, và rất mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ video của mình và mình sẽ ra video bù trong những ngày tới nha các bạn. Ok, mình không biết là sắp tới phần mềm mình nó có bị lỗi nữa không. Nếu không có thì mình sẽ ra video liên tục cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ lấy cái kéo để mình cắt cái bịch cát này ra để thay cho nó. Ok. Ok, và bây giờ mình sẽ đổ cát trắng mới vào cái hồ tắm này. Đó. Thì kỳ này mình sẽ đổ số lượng ít hơn. Đó, không tới nửa hũ đâu. Để tiết kiệm, chứ mà đổ nhiều quá thì mỗi khi dơ đổ cát ra rất là nhiều, cho nên là nó hơi phí nha các bạn. Ok, thì ở đây bây giờ mình sẽ kiểm lại những đàn chuột ở trong cái hồ này nha các bạn. Thì cái hồ này thì hôm trước thì có một con nó đã hy sinh. Đó, tại vì nó cắn nhau các bạn. Thì dòng Campbell mà nó khá là hung. Đấy, thì hiện tại là cái hồ này hình như là còn hai con đó nè. Với một con mập vẫn còn. Với còn một con là tổng cộng là 4 con. Là tổng cộng 4 con Campbell trong cái hồ này. Đấy, thì một con đã ra đi. Đấy, thì còn lại 4 con thôi. Thì 4 con thì nuôi trong cái hồ này cũng khá là rộng, rất là rộng luôn. Đấy, mình có làm thêm cho nó một cái lầu nữa. Con này thì cái mỏ nó mới dạng như là nó mới bị nấm á các bạn. Mình bôi thuốc cho nó. Đấy, cho nó lành.
Ok. Rồi. Thì vài ngày nữa thì nó sẽ lành rồi thôi. Đấy, mình mới bôi thuốc cho nên là cái mỏ nó hơi bị đỏ. Rồi. Thì cái hồ này hiện tại thì chỉ còn 4 con thôi. Đấy. Thì mình chỉ nuôi bao nhiêu đây thôi chứ mình không nuôi thêm nữa tại vì mình cũng còn đi học. Đó, mình đang nghỉ hè cho nên là mình còn có thời gian. Đó chứ mình vô học rồi thì mình không có nhiều thời gian cho lắm. Với lại mình còn gửi đồ rồi làm video này nọ cho các bạn xem nữa, rất là nhiều. Đấy. Rồi, đây là cái hồ để mình nuôi 4 con đó thôi. Còn chén ăn thì một tí nữa mình sẽ để đồ ăn cho nó ăn sau ha. Bình nước thì mình đã đầy đủ rồi. Mùa hè thì các bạn lưu ý để bình nước đầy đủ cho nó uống nha. Rồi và video của mình đến đây cũng đã kết thúc và rất mong các bạn sẽ ủng hộ tiếp tục những video sau của mình nữa nha. Và mình sẽ ra video cho các bạn tiếp theo. Nếu phần mềm mình không bị lỗi nữa thì mình sẽ ra có thể là một ngày hoặc là cách một ngày mình sẽ ra một video cho các bạn xem. Rồi và các bạn cần mua hàng gì ở shop mình thì có thể liên hệ vào Facebook hoặc là fanpage nha. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.